và tuyển dụng cũng tương tự như bán hàng, đấy là cái thời điểm vàng để tuyển dụng. Trước đây chúng ta rất là khó khăn trong tuyển dụng, thậm chí là đôi khi bản thân cũng thấy rằng là tuyển dụng còn khó hơn cả bán hàng, bởi vì gần như đa số là người ta đều, những người siêng năng chăm chỉ thì người ta đều có cái công việc. Vậy thì bây giờ những cái người, rất nhiều những người cầu toàn đó, những người giỏi giang đó, những người tuyệt vời đó lại đang tạm thời bị mất đi thu nhập tạm thời và có thể dài hạn. Thế thì đây chính là cái cơ hội để chúng ta tuyển dụng họ. Thời gian này người ta ở nhà nhiều hơn, người ta có cái thời gian rảnh để mà cầm điện thoại, cầm lên mạng xã hội nhiều hơn, cứ lướt 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 thế thì thường á đọc được rất nhiều thông tin về cái việc chán nản ABCD, nhưng mà lại đến với những người làm ngành bảo hiểm nhân thọ thì lúc nào cũng cảm thấy rằng là một cái sự tươi vui. Đấy. Ví dụ như bản thân Hưng đã làm gì, Hưng thường xuyên những cái hợp đồng mà bản thân Hưng chốt được, cái đội nhóm Hưng chốt để làm gì, để cho khách hàng hay để cho những người mà họ đang cần tìm việc họ thấy ôi giời ơi, tôi thì ở nhà tôi thì chả có gì cả mà lại đi bảo hiểm thì ngay nào họ cũng họ thành và update đấy. Và đâu đó thì rất nhiều người đã biết rằng là cái thu nhập của đại lý bảo hiểm là tốt, vậy mà thu nhập tốt như thế mà ngày nào cũng up lên cho rất những cái kết quả thành tựu làm việc như thế thì đương nhiên là họ sẽ phải quan tâm. Đối tượng để tuyển dụng nhiều, ứng viên thì có thời gian nhiều hơn, và khi mà mình không chỉ như thế và mình có thể là kể lại một vài cái câu chuyện hay là những cái thành tựu mà mình đạt được trên mạng xã hội thì Hưng tin chắc rằng là đã có nhiều người vào hỏi, và mình có thể chủ động đặt hẹn cho những người xung quanh, cũng có thể không nhất thiết rằng là hẹn là alo anh Sơn ơi, tôi đến nhà anh để và tôi chia sẻ câu chuyện là anh đi làm với tôi, không cần thiết, nhiều lý do lắm, miễn là đến được, miễn là gặp được anh Sơn, hoặc là có thể là hỏi thăm gia đình Sơn như thế nào trong cái thời điểm này, công việc ra làm sao, ở nhà nhiều có vui không. Đấy thì lúc đó chắc chắn là thương cái khách hàng sẽ chia sẻ, đó chính là cái cơ hội. Một cái nguồn mà Hưng thấy một cái nguồn rất là hay, đó là cái nguồn mà khách hàng hàng hữu của mình, khách hàng hiện hữu của mình từ một vài năm trước đây. Bây giờ mình cũng quay lại, mình cũng chia sẻ, mình cũng hỏi thăm hỏi họ. Và khi mà họ chia sẻ những cái khó khăn họ đang gặp phải ở công việc thì mình ngay lập tức, những cái đối tượng này chính là đối tượng mà mình đi vào tuyển dụng lại dễ dàng hơn nữa, bởi vì đã có sự thấu hiểu rồi. Đấy. Khi mà họ băn khoăn thì mình có thể nói là thế mấy năm mà họ nói là sợ khó lắm, sợ là thuyết phục không có được, thế nào thế kia, thế thì ngày xưa khi mà nhà thương thuyết phục anh chị tại sao anh chị lại đồng ý tham gia, các anh chị thấy em nói có đúng không, có chính xác không, có hay không, thì là đúng rồi, thầy em nói em chỉ nói những điều có thật thôi mà, em cũng chỉ phân tích cho anh chị rằng là tham gia bảo hiểm anh chị được cái gì, lợi ích nó là làm sao. Và những năm vừa rồi thì khi mà em làm đại lý bảo hiểm, bởi vì có nhiều người họ nói là làm đại lý bảo hiểm vẫn nhiều người kỳ thị em ạ, thế anh chị có kỳ thị em không, anh chị có cảm thấy rằng là em rất là phiền không, anh chị có cảm thấy tham gia bảo hiểm với em mà em làm em đưa lại cho anh chị cảm giác khó chịu không? Đương nhiên là không rồi. Thế thì anh chị hãy chỉnh là bản sao của em đi. Thì qua cái cách này thì cũng có tuyển dụng được một vài anh chị khách hàng hiện hữu, và em thấy cái cách này nó cũng rất là tốt. Thời điểm mà dịch xảy ra hiện đây á, thì bản thân Nghệ có gửi buổi sáng hoặc là buổi trưa hoặc là buổi tối hàng ngày có cái bản tin thời sự hoặc bản tin tài chính, thì Nghệ quay cái video gửi cái toàn bộ những cái câu chuyện mà bên chỗ thời sự đưa lên là tất cả các ngành nghề bị ảnh hưởng 60-70% đấy, và quay những cái video mà liên quan đến các doanh nghiệp có thể phá sản, liên quan đến cả cái trường mầm non có dẫn lập hoặc cả trung tâm tiếng Anh hoặc cả cái công ty xuất khẩu lao động hoặc là một những cái ngành nghề khác bị ảnh hưởng, Nghệ gửi những cái video đấy cho đội ngũ quản lý và đại lý của Nghệ N2. Nghệ định hướng toàn bộ các anh chị đại lý và quản lý của AA Nghệ N2 mình làm gì ạ? Tập trung vào cái thời điểm này 60-70% là cho cái vấn đề tuyển dụng, còn lại 30-40% là tập trung cho cái việc bán hàng. Bởi vì cái thời điểm này có 15 ngày á, là toàn bộ những cái ứng viên và khách hàng cũ trước đấy của mình họ chỉ còn việc ở nhà thôi, họ không làm gì cả và tất cả đang bị ảnh hưởng. Vậy thì cái câu chuyện thời điểm này Nghệ muốn hướng dẫn cho toàn bộ đội ngũ của mình, hãy nhắn tin nói chuyện với họ, hãy gọi điện với họ, hãy quan tâm họ và hãy chăm sóc họ tốt hơn trước đấy nữa. Khi mà các anh chị nhắn tin vào buổi sáng hàng ngày chúc những cái câu ngày mới tốt lành và năng lượng á, thậm chí các anh chị hỏi thăm về sức khỏe, các anh chị hỏi công việc nữa, dạo này các anh chị có ổn hay không, dịch này có gì bị ảnh hưởng gì hay không, thì Nghệ làm cái việc đấy toàn bộ đại lý và quản lý của mình và Nghệ định hướng ngay từ đầu cho đội ngũ của mình làm. Vậy thì khi mà buổi sáng hàng ngày đó, thì Nghệ thông thường Nghệ làm việc với quản lý thì Nghệ có cái, toàn bộ cái nội dung tin nhắn của Nghệ gửi để gửi lên nhóm Zalo lãnh đạo của AA Nghệ N2
và toàn bộ nhóm của đại lý nữa. Và sau đó thì người yêu cầu toàn bộ đại lý của mình và quản lý của mình quan tâm và học theo cái điều đấy để làm việc áp dụng. Và một ngày như thế như người kể cho các anh chị là người nhận khoảng tầm 500 đến 1.000, thậm chí 1.500, thậm chí có thời điểm người nhận đến 2.000 tin nhắn qua Zalo hoặc là qua Facebook, có nghĩa là tương đối tiền khác nhau để nhắn cho nó phù hợp. Và người áp dụng những gì công ty hiện tại đang gì ạ, làm cho chúng ta ấy là một cái công ty rất là tiên phong về công nghệ. Và bản thân người thấy rất là hay là cái thời điểm mà trước khi mùa dịch diễn ra vào cuối tháng thì người có đường tin được cho mình cái post những cái liên quan đến gì ạ, của AI gửi là trong cái tháng tư này là cái tháng tư để cơ hội chúng ta tuyển dụng, có những cái video, có những cái hình ảnh của Việt Nam ơi, Nghệ An ơi, rồi Hà Tĩnh ơi, tất cả những cái hình nhỏ nhỏ và những cái bài post để các anh chị copy để truyền thông, thì người yêu cầu toàn bộ đại lý quản lý của văn phòng mình phải làm. Và các anh chị phải chụp ảnh gửi lên nhóm để được báo cáo. Hàng ngày thì người yêu cầu các bạn những cái người mà làm tốt hoặc hiện tại đang có cái năng lượng thì người yêu cầu các bạn có thể hẹn ứng viên lên có phục vụ cà phê, có phục vụ trà để đưa ứng viên lại đây để nói chuyện. Vậy anh Nghệ ơi, nếu trong trường hợp em Linh là ứng viên, nếu mà em từ chối, em nói rằng là thôi bình thường em thấy là cái nghề bảo hiểm đã khó bán rồi mà huống chi là trong cái mùa dịch này thì làm sao có thể tư vấn, có thể bán được, rồi chưa kể là em nghe nói là phải đi học, phải đào tạo, thì có rất là nhiều thách thức trong cái mùa này, thì anh sẽ xử lý cái tình huống đó. Thật sự em đang là ứng viên đang ngồi trước mặt anh luôn. Cảm ơn chị Linh ạ. Thì thật sự là không phải chị Linh băn khoăn mà quan tâm cái vấn đề này hoặc là cũng có cái suy nghĩ đấy đâu. Thì bản thân nghiệp cũng là gặp nhiều chủ doanh nghiệp rồi, cũng gặp nhiều ứng viên rồi mà cũng có cái suy nghĩ giống chị Linh. Những cái câu chuyện mà chị Linh có thể thấy và chiếm chém những cái bản tin thời sự hoặc những cái trang báo, trang bài viết là liên quan đến bất kể ngành nghề nào cũng có thể ảnh hưởng. Và đặc biệt là cả doanh nghiệp của Việt Nam mình ảnh hưởng đến 6-7% mà có thể phá sản. Nhưng mà bản thân chị thấy là nghề vẫn đang làm việc, nghề vẫn đang hoạt động, không có một cái ảnh hưởng gì. Hoặc thậm chí nghề đăng bài ở trên các cái trang cá nhân của nghề. Thì hiện tại các cái ngành nghề bảo hiểm tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là 30-40%. Thì đấy để chị thấy được cái điều là tại sao ngành bảo hiểm nhân thọ lại có được điều đấy mà các ngành nghề khác lại không có và bị ảnh hưởng. Đó là một cái để chị suy nghĩ. Là thời điểm trước đấy thì nghề để tuyển dụng và đội ngũ của nghề tuyển dụng thì một tháng chỉ có khoảng tầm 20-30 người thôi. Nhưng mà cái thời điểm mà trong cái tháng tư này chưa kết thúc đâu, nó mới đi được là gì ạ, gần 2/3 chặng đường. Nhưng mà bản thân nghệ và đội ngũ của nghệ và văn phòng của nghệ đã tuyển dụng được trong cái khóa 1 vừa rồi á, có được 67 bộ hồ sơ. Và vừa rồi ngày hôm trước có thi và tốt nghiệp được 42 chị. Và đó một cái điều rất tuyệt vời. Những cái câu chuyện ở đây thì nghệ thấy là những cái ứng viên của nghệ mà trước đấy nghệ tuyển có những ông chủ là doanh nghiệp, có những người làm giám đốc ngân hàng, có những người làm bên giáo dục và có những người là hiệu trưởng, và nghệ cũng tuyển dụng giống như chị và họ không có thay đổi. Và đặc biệt trong cái lớp vừa rồi tốt nghiệp của nghệ á, thì nghệ chia sẻ với chị Linh là có đến 2 giám đốc ngân hàng và có đến 4 ông chủ doanh nghiệp và có đến cả hàng chục người làm giáo viên họ đã vào ngành nghề này. Trước đấy nghệ không tuyển được chị bởi vì trước đấy chị đang làm công việc bên đó một ngày 8 tiếng và chỉ dành toàn thời gian bên đó. Với cái công ty của AA đã thì hưởng tại đến cái đội ngũ là tuyển dụng chất lượng, đội ngũ trẻ và những người có thể trước đấy họ có thu nhập tốt. Và khi đó công ty cũng đưa ra những cái quy định là bắt buộc phải học đầy đủ và liên quan đến tất cả như thế nào đó thì mới được trở thành vào trong cái môi trường của AA này. Nhưng mà cái thời điểm mà dịch này thì AA là có một cái chiến lược rất là hay. Thì có nghĩa là nghề có 4 cái điểm mà hiện tại công ty đang hỗ trợ cho bản thân nghề và văn phòng. Có nghĩa là không phải đến gặp trực tiếp khách hàng vẫn bán hàng được, không đến trực tiếp ở văn phòng vẫn học vẫn đào tạo được, mà không gì ạ, liên quan đến cái câu chuyện mà gặp gỡ khách hàng mà trước đấy chúng ta nghĩ là nó rất là khó, thì có thể bây giờ bạn thông qua những cái công cụ mà thời đại chúng ta thay đổi đó, công nghệ 4.0, thì cái đó là cái rất tốt mà người chia sẻ với chị. Vậy thì tại sao lại cái thời điểm này ấy có công cụ tốt như thế, công ty đang có công cụ tốt như thế và bản thân người cam kết để hỗ trợ được những cái điều này và chị không bị ảnh hưởng về mặt thời gian chăm lo gia đình và vấn đề cho con cái, thì nghề tin chắc chắn thì sẽ có một cái quyết định để đồng hành với nghề thời điểm này. Và nghề tin chắc chắn đó là chị là một cái người hiểu biết và nắm bắt được, thì nghề tin là chúng ta cũng sẽ đồng hành với nhau.